sao huyệt kiên cố của Phạm Minh Chính đang bị Tô Lâm đe dọa. Vào ngày 29 tháng 9, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, đã có buổi làm việc với Tổng cục Tình báo Quốc phòng, tức là Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Xuất hiện ở Tổng cục 2 lần này, Tô Lâm kéo theo đàn em thân cận là Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp ông Tô Lâm có ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về mặt đảng, ông Tô Lâm thì là sếp cao nhất trong Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang là cấp phó cho ông Tô Lâm. Tổng cục 2 được xem là cơ quan tình báo phục vụ cho Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin nội bộ cho biết cơ quan này đặt nặng vấn đề theo dõi nội bộ hơn là công tác tình báo ở nước ngoài. 70% công việc là điều tra thu nhập thông tin về các đồng chí trong Đảng. Chỉ 30% là điều tra về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Đáng chú ý, Tổng cục 2 được cho là vừa thực hiện những kết nối với Israel, vừa nắm giữ những bí mật của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và IEC trong hoạt động mua bán vũ khí cho quân đội. Hiện nay, Tổng cục 2 được phe quân đội tận dụng để thực hiện những thương vụ lớn liên quan đến mua bán vũ khí nhằm kiếm những khoản lại quả khổng lồ. Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, hiện đã 64 tuổi, quá 4 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đáng nói là ông Hùng đã ngồi ghế này từ năm 2014 cho đến nay, thời gian quá dài nhưng ông vẫn chưa chịu buông ghế. Vậy thế lực nào đang hậu thuẫn để ông tướng này có thể ở lại lâu đến vậy, mặc dù đã tới tuổi hưu? Công ty IC của bà Nhàn từng đánh bại hai đại gia trong lĩnh vực nhập khẩu vũ khí của Bộ Quốc phòng là Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng KIT và Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, để giành quyền tham gia vào thương vụ mua bán vũ khí từ các nhà cung cấp Israel. Trong đó, bà Nhàn được ưu ái làm người trung gian kết nối giữa Tổng cục 2 và phía Israel. Theo tờ báo The Diplomat của Anh Quốc, nhà báo David Hood dẫn nguồn tin riêng mà ông có được, thì cả ông Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang đều từng là người tình của bà chủ IC nổi tiếng. Khả năng cao bà Nhàn được hai nhân vật này tin tưởng, giao cho vai trò trung gian trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Theo đánh giá của giới thảo tin, ông Tô Lâm muốn phá thế phòng thủ của ông Phạm Minh Chính thì phải đánh vào hai tử huyệt. Thứ nhất là phải bắt cho bằng được bà Nhàn. Thứ nhì là phải chiếm lấy Tổng cục 2, nơi đang nắm giữ những bí mật của bà Nhàn và các chính trị gia hàng đầu của Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Hùng được xem là người gác đền, không cho phe của Tô Lâm xâm nhập vào đấy để mà lấy thông tin. Trong lần làm việc này với Tổng cục 2, báo chí không đề cập đến tên của ông Phạm Ngọc Hùng, không rõ vì lý do gì. Dù hiện nay, tướng Hùng vẫn là người đứng đầu đơn vị này, phải chăng ông Hùng là người mà ông Tô Lâm đang muốn thay thế? Hiện nay, ông Tô Lâm đang là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông có quyền thọc tay vào những vấn đề của Bộ Quốc phòng. Thêm một lợi thế lớn cho Tô Lâm là ông Phạm Ngọc Hùng đã quá tuổi nghỉ hưu 4 tuổi. Nếu có thể gây áp lực buộc ông Hùng nghỉ hưu, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho phe Hưng Yên nhảy vào nắm giữ Tổng cục 2, khi đó sao huyệt kiên cố của Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang sẽ bị phá tung. Trong quân đội, Tô Lâm có hai tướng gốc Hưng Yên. Người thứ nhất là ông Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Chiến đủ khả năng để tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Người thứ hai là ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1. Ông Thái đủ khả năng để nắm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Sau lần làm việc lần này, liệu ông Tô Lâm có đủ khả năng để mà khoan thủng xào huyệt kiên cố của ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin sao huyệt kiên cố của Phạm Minh Chính đang bị Tô Lâm đe dọa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thăm Cuba, tìm về cội nguồn cộng sản man dợ, Tô Lâm gửi thông điệp gì? Hiện nay trên thế giới chỉ còn lại hai quốc gia cộng sản thuần túy thuộc hàng man dợ nhất thế giới.
người dân ở đó vẫn còn đang sống trong thời kỳ tem phiếu, bị ngăn sông, cấm chợ, bị buộc phải bán sức lao động rẻ mạt cho nhà nước để nhận lại những nhu yếu phẩm ít ỏi, không đủ cho đời sống tối thiểu của một con người. Có thể nói Fidel Castro là tội đồ của người dân Cuba. Nếu không có Fidel Castro giải phóng người dân Cuba khỏi nhà nước thân Mỹ trước đây, thì nay dân Cuba đâu phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ. Một lãnh tụ cộng sản độc tài dùng mô hình chính trị và kinh tế hà khắc của Lenin áp lên đầu người dân. Kết quả dân ngu dốt, đói nghèo, đất nước thì lạc hậu, bi đát, rồi cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cuba đã đổ lỗi cho đế quốc Mỹ, còn Fidel Castro vẫn được tô vẽ là anh hùng giải phóng dân tộc. Nhật Bản và Hàn Quốc thân Mỹ đã có những bước tiến thần kỳ. Từ nhiều năm qua, họ đã khiến các dân tộc khác trên thế giới phải ngưỡng mộ. Hậu chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản đã tận dụng sự bảo hộ của Mỹ để hồi phục kinh tế một cách ngoạn mục. Hàn Quốc cũng nhờ thân Mỹ nên có được mô hình kinh tế thị trường cởi mở, cùng với tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo đất nước. Hàn Quốc đã tiến thẳng từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới. Cùng lúc, họ cũng dân chủ hóa đất nước để đứng vào hàng ngũ của các quốc gia tiến bộ hàng đầu. Từ sau cuộc đổi mới vào năm 1986 cho đến nay, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua rất nhiều đời tổng bí thư, nhưng chẳng có ai thật sự cởi mở về chính trị. Sự cải cách của năm 1986 chỉ là sửa chữa những sai lầm do mô hình kinh tế tập trung gây ra. Đấy là sự cải cách nửa vời, bởi cải cách toàn diện phải là cải cách cả kinh tế lẫn chính trị. Hàn Quốc xuất phát từ một chế độ độc tài quân phiệt, nhưng nhờ vào cải cách kinh tế kéo theo cải cách chính trị, nên vào những năm 80 của thế kỷ trước, Hàn Quốc đã có được sự cải cách xã hội toàn diện. Muốn đạt được sự cải cách toàn diện, để đất nước tiến lên, Việt Nam cần đi thêm một bước nữa, đó là dân chủ hóa. Từ nhiều năm qua, Việt Nam vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba, trong khi chẳng hề có lợi ích gì trong mối quan hệ đó cả. Ngược lại, chính quyền Cộng sản Việt Nam thường lấy gạo của người dân Việt Nam để đi cứu đói cho người dân Cuba, trong khi chính giới lãnh đạo Cuba vẫn hàng ngày gây nên cảnh đói nghèo, lầm than, không hồi kết với người dân của họ và họ cũng chẳng chịu đổi mới. Trong khi ngay chính người Việt Nam trong nước, lẫn những người dân tộc thiểu số ở vùng cao vẫn rất cần nhà nước cấp gạo, cứu đói. Chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba chính là tội đồ với người dân của họ. Nếu là một nhà nước văn minh thì không ai lại kết thân với một loại chính quyền như thế. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn giữ mối quan hệ gần gũi với Cuba từ mấy chục năm nay. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không từ bỏ được cội nguồn man dợ của mình. Việc Tô Lâm tới La Habana cho thấy ông không thể là một nhà cải cách và không dám tách khỏi nguồn gốc Cộng sản. Nhà nước Cuba cũng là nhà nước công an trị, tương tự cách Tô Lâm từng thực hiện chính sách công an trị tại Việt Nam, trong vai trò là người thừa hành, là Bộ trưởng Bộ Công an. Có thể nói, nhà nước công an trị chính là điểm tương đồng giữa Việt Nam và Cuba. Mới đây, khi Tô Lâm đến Mỹ, thì hô hào về một chính sách đổi mới để Việt Nam tiến lên. Nhưng ngay sau đó, kết thúc chuyến đi Mỹ, thì ông lại tìm đến cội nguồn của Cộng sản man dợ. Ngoài ra, mới đây, Tô Lâm cho cơ quan an ninh triệu tập cả tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trí thức bất đồng chính kiến nổi tiếng chỉ vì ông phát biểu trên truyền thông quốc tế. Vậy nên, đừng kỳ vọng gì vào Tô Lâm, rất khó để có một sự đổi mới từ ông ta. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Thăm Cuba tìm đến nguồn cội của Cộng sản man dợ, Tô Lâm gửi thông điệp gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.